sẽ giới thiệu cho các bạn xem một tác phẩm độc đáo, một cái gốc me dáng đổ trên một chiếc lục bình rất là đẹp. Trước tiên mình sẽ review một cái gốc hoa giấy mini siêu nhỏ đó các bạn, mà có một cái bộ rễ cũng rất là quái, cho các bạn cùng xem. Đấy, trước mà các bạn nhìn thấy một cái siêu mini hoa giấy rất nhỏ gọn, rất là tuyệt đẹp cho một cái bộ rễ. Tầm khoảng đấy các bạn nhìn thấy khoảng một gang tay à, siêu mini, rất là gọn để trên bàn uống nước đó các bạn. Đây là giống hoa giấy Mỹ nha các bạn. Cây thì cũng sắp cho bông. Đấy, những cái lá của nó rất là đẹp, rất là nhỏ nhắn đó các bạn. Tay cành rất là đều. Đây các bạn thấy cái phần gốc rễ rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy nó rất là khéo không? Rất là khéo cho một tác phẩm hoa giấy mini, rất là đẹp. Rất là nhỏ gọn đấy các bạn. Chiếc chậu men 20 một gang tay rồi các bạn. Đây các bạn nhìn thấy cái thân nó phanh lại rất là khéo này. Rất là khéo. Đấy các bạn thấy rất là nhỏ gọn các bạn. Rồi để cho các bạn chiêm ngưỡng một gốc me dáng đổ rất tuyệt vời, nằm ngay trên đây luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Rồi mình chi tiết cho các bạn xem. Đấy các bạn nhìn thấy một chiếc lục bình, nhiều hoa văn rất tuyệt đẹp cho một tác phẩm đấy. Gốc me nó đổ xuống đó các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy cái phần thân đổ xuống uốn lượn. Rất là già luôn các bạn. Đổ xuống ăn dòng ngược lại. Rất là độc đáo luôn các bạn. Mình chi tiết bốn bên cho các bạn xem. Và rõ hơn những cái phần gốc đó các bạn. Đấy phần gốc nó lên trên cái miệng chậu nè. Đó, trên này nó đổ cái thân xuống. Nó đổ xuống và uốn lượn hoành qua. Đấy các bạn thấy tay cành rất là đều. Tán rất là dày.
dán đổ rất là tuyệt vời các bạn ơi. Cái thế đổ nhưng mà không đổ thẳng mà nó đổ quanh nữa các bạn, tức là cái phần thân nó này nó cong qua uốn lượn, nó đổ quanh qua, đổ quanh qua phía bên này, nó rất là khéo. Đây lên trên có một cái phần tây để nó cũng trang trí che kín cho cái phần gốc bớt, cho nó nhìn nó rất là bắt mắt đó các bạn. Cây cũng rất là già luôn nha các bạn. Đó, nó thân nó đổ quành, nó tạo ra một cái cục gù được các bạn. Rất là khéo. Tức là cây nó thuộc thiên nhiên. Thiên nhiên đó các bạn. Rồi mình sẽ định hình quá trình tạo dáng, tạo thế cho nó và nuôi dưỡng tay cành lên một tác phẩm. Phải nói là rất là kỳ công đấy các bạn. Mất rất là nhiều thời gian. Đây các bạn nhìn thấy một cái tác phẩm gốc me dán đổ. Đây các bạn thấy cái phần tây của nó này, phần tây của nó ra khá là lớn, chứng tỏ là cây đã được nuôi dưỡng mất rất nhiều thời gian. Đây các bạn thấy đi lên lên trên nó ngoằn ngoèo đi lên tay cành, phải nói là chuẩn tác một gốc me đổ. Đấy, các bạn nhìn thấy cái thân nó không, nó uốn lượn và những cái tán lá xòe ra để phủ kín phần dưới, nó đều đặn tạo nên một cái dốc dáng cho một cái thế đổ rất là đẹp. Đấy các bạn nhìn thấy trên một cái chiếc lục bình. Trang trí cho một chiếc lục bình đó các bạn, cũng có nhiều đường nét hoa văn, bông hoa chậm trổ nè các bạn, rất là đẹp. Phải nói là tận mắt chiêm ngưỡng một tác phẩm đẹp, rất là có giá trị đó các bạn, cũng là nghệ thuật tạo nên, mất nhiều thời gian. Thì các bạn thấy cái đây là phần rễ nè, phần rễ nó ăn dòng vô cái chiếc lục bình. Đấy, nó đổ xuống phần thân, nó đổ dài xuống uốn lượn. Nói là rất là khéo đó các bạn. Thấy các bạn nhìn thấy vườn cây không? Rất là nhiều. Lần lượt mình sẽ chi tiết cho các bạn xem từng tác phẩm đẹp và nhiều cây độc lạ. Đây,
các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình để có động lực để mình tiếp tục ra nhiều video thú vị hơn, nhiều tác phẩm đẹp, nhiều cây quái và nhiều cây độc lạ cho các bạn cùng xem. Đây mình chi tiết bốn bên cho các bạn cùng xem lần nữa. Một tác phẩm đẹp. Rồi mình cũng tạm dừng video. Hẹn các bạn lại video tiếp theo. Các bạn xem nhớ ủng hộ, đăng ký, like, chia sẻ. Rồi mình muốn chào các bạn.